Hello, chào các bạn. Mình hôm nay đi vườn táo chơi. Đi cái này là đi tour nha các bạn. Chứ cây trái thì nó chưa có ra trái. Chỉ có hoa. Hôm nay cái vườn táo này họ mở cửa để cho mình đi đi vòng quanh ở đây để tham quan thôi. Ở dưới phía dưới kia là những cái cây táo hay là cây lê gì đó các bạn. Cái vườn này rất là rộng. Cái video trước là video 1, còn lần này là mình quay 2. Tại vì mình phải đi nhiều khu đó, cho nên mình chia ra phần 1 với phần 2. Cái cây này là cây lê nè các bạn. Cái Asian bed. Các bạn thấy cái khu vực mà họ trồng cây lê này cũng rộng lắm nè. Cái vườn này nó rất là rộng các bạn ơi. Phải đi xe chứ đi bộ là mỏi chân cũng chưa hết được cái vườn này nữa. Khu vực này là Asian bed không đó các bạn. Cái phần 1 đó thì mình quay cho các bạn xem, đó là những cái cây táo và mùa này thì nó ra hoa thôi chứ nó chưa có trái. Đất của họ còn rộng ghê không các bạn nè, còn những cái khu mà họ chưa khai phá hết nè. Họ trồng rất là nhiều, tại vì họ trồng nhiều loại đó các bạn. Xa xa kia mình không biết là những cái cây gì họ đang trồng mà nó còn nhỏ. Đây là những cây táo này các bạn. Táo thì mùa này nó vẫn còn hoa, chứ còn lê thì nó hết rồi. Bụi quá các bạn ơi, mình phải kéo ống cơ kéo kiếng lên chứ. Trong này toàn là cái khu đất không, đất đỏ không. Bây giờ thì mình đã đi ra ngoài rồi. Chạy thẳng cái này ra này, cái này hồi nãy đó, ra cái bốc kinh hồi nãy đầu. Khi mình mua trái cây xong rồi các bạn, bên cái nhà này là cái nhà để mình vô mình tính tiền đó các bạn. Ở dưới kia là toàn là vườn táo rồi vườn đào với lại vườn vườn Asian pear đó các bạn, phía dưới. Bây giờ mình đã ra ngoài rồi. Cái vườn mà táo này mình đi á, cái tên của nó là Kimo Orchard các bạn. Ở phía ngoài này họ cũng trồng táo nữa nè.
đây có một cái nè. Đậu sát vô. Đậu sát vô, đậu quay đầu xe lại cũng được. Đậu ngang về xe làm sao người ta đi vô. Đậu dọc thôi, anh đậu dọc chứ anh đậu ngang về sao. À, bây giờ thì mình ông xã mình ổng đậu xe ở đây để ổng đi vệ sinh. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình quay cho các bạn xem ở phía ngoài nha các bạn. Vi ơi, Vi à, tắt máy xe đi con. Đây là cái khu vực ở đằng trước này các bạn, đằng trước của cái vườn nho này. Đây là những cái cây nho này các bạn ạ. Cây nho thì bây giờ nó mới có ra lá nhỏ thôi à. Phía trước này họ trồng á cái loại nho mà trái nó nhỏ xíu rồi các bạn. Ở phía trong á họ trồng nho thì trái nó mới bự. Ngoài này trái nhỏ xíu. À, những cái nhánh nho bây giờ nó mới ra lá này các bạn. Cái khu vực này là họ trồng nho không? Đây là đằng trước cái mặt trước của cái khu vườn táo. Cái vườn Kim Orchard này nó rất là rộng lớn. Mùa hè ở đây đó họ có bán đồ ăn ở ngoài trời các bạn. Rồi có những cái nhạc sống nữa. Những cái ban nhạc sống họ về đây họ đàn hát ở đây nữa các bạn. Vui lắm. Phía ra xa ngoài kia cũng là vườn táo luôn nè các bạn. Tuốt ở ngoài xa cũng là vườn táo luôn. Đằng trước đây là những cái cây nho mà bây giờ nó mới có ra lá nhỏ. Ở đây cũng là một cây táo nữa này các bạn ạ. Còn cái khu vực trong này á thì họ làm cái khu cho trẻ em nó tới nó chơi. Nguyên cái khu này là cho trẻ em tới để mà chơi này các bạn nè. Rồi picnic nè, cũng có cái khu nhà để cho mình ngồi ăn uống nữa. Đây là cái khu nhà trong này để cho mình ngồi để ăn uống cho các con hay là các cháu nó ra ngoài này nó chơi các bạn. Cái tiếng trò chơi ngoài này rất là đa dạng và vui lắm. Trẻ em rất thích.
rất là thích tới đây để chơi đùa ở ngoài này. Rộng rãi, không khí trong lành. Mà cái mùa dịch bệnh này cho nên bây giờ ở đây nó rất là vắng. Video của mình tới đây là tạm ngưng nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tới. Chúc các bạn có những ngày vui vẻ và bình an.